Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái loại xe vô cùng đặc biệt, đó là xe tăng. Chúng ta hãy cùng nhau vẽ xe tăng nha. Một đường nằm ngang để cho xe tăng chạy lên trên này. Và chúng ta giống như là xe xúc thì chúng ta vẽ hình tròn nhưng không chạm đất nhé. Bởi vì bánh của xe thì nó có đặc biệt đúng không? Đó, chúng ta vẽ ba cái hình tròn làm bánh nhưng không chạm mặt đất. Sau đó vẽ một hình bầu dục bao quanh ở bên ngoài, và lúc này thì chạm mặt đất bởi vì đây là cái đường để chạy của mình sẽ tăng đấy. Chúng ta vẽ một đường nằm ngang ở trên, hai đường xiên và vẽ một nửa hình tròn có nòng pháo nữa đúng không? Chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật dài. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thiện chiếc xe tăng của mình rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tô màu nhé. Mình sẽ tô phần đường dây chạy bánh xe trước. Đó. Nhớ là chạy vòng quanh đường viền đen nhá. Tôi sắp tô xong cái phần bánh xe rồi đấy. Ta chẳng may mà vẽ trường vào màu đen thì không sao. Tí nữa chúng ta sẽ viền lại nhé. Cố gắng hạn chế vẽ trường ra ngoài. Bức tranh nó sẽ đẹp hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần trên nha. Đây là khoang lái của các chú bộ đội. Các chú ngồi ở trong này. Trên cùng là một xe lá cây nha. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đến phần bánh xe. Bánh xe nhớ là tô xoay tròn. Rồi, Vũ Huy đã hoàn thành bức tranh vẽ xe tăng của mình. Bạn cố gắng hoàn thiện bức tranh thật là đẹp nhé. Bài vẽ xe tăng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.